Vâng, xin chào mọi người. Cái này em sẽ làm video về ba em cún. Ba em cún này thì nó được 4 đến 5 tháng tuổi rồi. Ba cái con này đã đợt em nuôi lại. Tại thì cái nó cũng lớn tuổi, 4 đến 5 tháng. Nó gồm có một con đực và hai con cái. Con đực mập mạp đây, lông đỏ. Em cái kia. Em đực này thì nó ăn quá. Ăn quá nhiều nên là nó mập lên cái tai nó lên hơi chậm. Chứ còn lông da lá form dáng rất là đẹp, cốt rất là to. Một em cái đòn dài dáng cao. Một em cái mặt đen, lông dài. Bây giờ em sẽ qua phần video từng bé và quay cụ thể từng bé cho mọi người coi. Này, tranh thủ cái thời tiết đang hừng hực nắng lên được chút thì em tranh thủ em quay. Vâng, và trong ba bé này nó có hai con cái và một con đực thì em sẽ quay bé đực trước. Em đây em đực duy nhất. Em đực này nó lên tai nó lên hơi chậm. Còn form dáng rất là đẹp, đầu mỏ chân tay to, cốt to. Em đực này thì đã được 4 năm rưỡi, gần 5 tháng tuổi rồi nha mọi người. 4 năm rưỡi. Có em cái kia là 5 tháng hơn. Em đực này có giá là 6 triệu rưỡi. Bác nào coi và ưng ý thích bé đực này thì liên hệ với bên em. Đuôi dài, dáng gù, chân tay to, rất là đẹp. Vâng, tiếp theo thì em sẽ quay hai em quái lớn này. Em cái này là em cái số 1, em gọi là em cái số 1. Em cái này được hơn 5 tháng rồi. Em cái này cái tướng nó cao, đòn nó dài. Em cái này giá là 4 triệu. Đó, bác nào coi mà nghĩ thì liên hệ với bên em. Vâng, em cái 5 tháng hơn, giá 4 triệu. Cái này thì nó là hậu rễ của con róc nha mọi người. Đó, bác nào coi mới nghĩ thì liên hệ với bên em qua số điện thoại 0901392739. Bên em có hỗ trợ ship tận nơi cho mọi người ở các khu vực quanh tỉnh Lâm Đồng và khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn các tỉnh khác thì em sẽ hỗ trợ gửi xe. Vâng, và đây là em cái số 3, em cũng là em cái cuối cùng trong cái video ba con bé lỡ ngày hôm nay. Cái số 3 là cái thần thái nó rất là đẹp. Mặt đen đen, tai vảnh. Em cái này thì nó được gần 4 tháng rồi. Đó, vừa thay lông tháng vừa thay lông lần đầu xong. Vâng, và em cái này là có giá là 6 triệu. Em này là hậu vệ của combo nha mọi người. Em được lông dài, mặt đen, tai to dựng. Vâng, em cái này có giá là 6 triệu. Đó, bác nào ưng thì liên hệ với bên em.
Vâng, cái thời tiết lúc này nó rất là phức tạp, lúc nắng lúc mưa. Thì em cũng xin kết thúc cái video sớm ngày hôm nay tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành và theo dõi cùng chạy trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.